Còn sau đây là một thông tin về văn hóa đáng chú ý. Chính phủ vừa có quyết định công nhận thêm 23 bảo vật quốc gia. Đây là đợt công nhận thứ 10 và cũng tròn 10 năm kể từ đợt vinh danh các hiện vật đầu tiên vào năm 2012. Những hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, mang tính độc bản, được lưu giữ lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm và tiêu biểu cho các giai đoạn khuynh hướng phát triển của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học nổi bật như Thạp đồng văn hóa Đông Sơn, mặt nạ vàng rồng lớn, phù điêu Phật Linh Sơn Bắc, lá đề chim Phượng Hoàng Thành Thăng Long, bàn thờ Phật bằng đá chùa Xuân Lũng, ấn Hoàng đế Tôn Thân Chi Bảo, bộ mộc bản, bộ ván khắc về sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông. Trong đợt công nhận này, dư luận đặc biệt quan tâm tới bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Trước, hiện lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Đây là minh chứng về hành trình lao động sáng tạo công phu của người họa sĩ đã làm ra 112 bản nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết về Quốc huy Việt Nam.